Jacob, 4 hours ago, a cult opened a portal above Edwards Island. Riley, yes. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming Minh. Chúng ta lại gặp nhau trong video top game của tháng rồi. Và trong tháng 7 này, ngoài việc Nintendo Direct vừa diễn ra đã mang đến cho chúng ta cái tên đáng trông đợi đó chính là Pikmin 4, thì còn những tựa game nào hấp dẫn khác sắp phát hành trên Switch đây? Cùng mình điểm qua trong video này nhé. Mở đầu tháng 7, cụ thể là vào ngày 5, là tựa game phiêu lưu kinh dị, nơi bạn vào vai một chiến binh mù và bị mắc kẹt trong mê cung ngục tối rùng rợn với đầy ắp những kẻ thù và cạm bẫy. Nhiệm vụ của bạn là phải vượt qua tất cả, trốn thoát khỏi nơi đây, đi tìm sự tự do cho chính mình. Mỗi bước chân, mỗi tiếng kim loại từ áo giáp hay lưỡi kiếm vung lên đều sẽ giúp bạn định vị được mối nguy đang đến gần. Hãy tận dụng chúng để vượt lên số phận nhé. Good luck not getting killed. Riley? Riley, are you there? Riley, come in. Can you hear me? Ocean Free từng là tựa game indie 2D thuộc thể loại phiêu lưu kinh dị, lấy cảm hứng từ những sự kiện bí ẩn, siêu nhiên của studio Night School. Nay phần 2 vừa được giới thiệu tại sự kiện Nintendo Indie World hồi tháng 4 cho chúng ta bối cảnh mới về phần game lần này. Sau 5 năm kể từ các sự kiện xảy ra trong phần 1, Riley trở về quê hương của cô ấy là Kamena để điều tra các tín hiệu vô tuyến bí ẩn và những gì cô ấy tìm được là ngoài sức tưởng tượng. Phần 2 hứa hẹn cũng sẽ tạo nên một làn sóng thu hút game thủ đam mê phiêu lưu hành động giả tưởng, hoặc có thể cả những người hâm mộ khác nhờ vào phong cách chơi giống như đang xem một bộ phim kinh dị siêu nhiên đầy ấn tượng. Lisa Definite Edition là một cái tên khá nổi bật trong làng game Nintendo Switch của tháng này. Nổi bật không phải là vì nó quá xuất sắc, mà bởi ý tưởng của Lisa trông khá là kỳ quặc và có phần quái dị. Lấy bối cảnh tại một vùng đất hậu tận thế, trông thì có vẻ bình yên đấy, nhưng ẩn bên trong lại là một thế giới biến chất, phức tạp và quái đản. Để tồn tại và cứu được người khác, trong thế giới này, bạn phải học được cách trở nên ích kỷ và nhẫn tâm, kể cả có phải tra tấn đồng đội của mình đi chăng nữa. Game sẽ phát hành trên Switch vào ngày 18 tháng 7. Cross Tales là một tựa game nhập vai chiến thuật phong cách anime, miêu tả một câu chuyện giả tưởng về cuộc chiến giữa vương quốc người chó và người mèo đáng yêu nhưng lại luôn tranh chấp nhau suốt nhiều thế hệ. Giờ đây, với tư cách là một người chơi, bạn sẽ đi sâu vào cuộc chiến theo cốt truyện có thể chơi được từ cả hai phía, với mục tiêu là làm sáng tỏ những bí mật đằng sau cuộc xung đột này và ảnh hưởng của thế lực thứ ba rất đáng ngại. Người chơi có thể tận dụng địa hình, thế mạnh của từng nhân vật để đưa ra các chiến lược hợp lý trong mỗi trận chiến. Cross Tales là tựa game phải chơi nếu như bạn yêu thích thể loại chiến thuật,
Game sẽ phát hành vào ngày 20 tháng 7. Một tựa game chiến thuật cực hay nữa sẽ lên kệ Switch vào ngày 20 tháng 7, đó chính là Nobunaga's Ambition Awakening, được phát hành bởi ông chùm làm game chiến thuật là Koei Tecmo. Tựa game nổi bật với những chiến lược kinh tế, ngoại giao, quân sự rất hấp dẫn dành cho game thủ yêu thích dòng game chiến thuật. Cùng với chiến lược xuất sắc, bạn còn cần phải có đội ngũ cấp dưới tài năng và trung thành. Hơn nữa, mỗi chính sách mà bạn đề ra sẽ có tác động nhất định đến toàn bộ đất nước, thậm chí là ảnh hưởng đến các thế lực khác. Vì vậy, trách nhiệm trên vai là rất nặng nề đấy nhá. Tựa game hot nhất của tháng, Pikmin 4 đã ấn định ngày phát hành là vào ngày 21 tháng 7 tới đây, mang đến một thế giới đầy màu sắc với vô vàn những thử thách thú vị nhưng cũng không kém phần hại não cho các game thủ. Nhiều nhân vật mới được bổ sung vào game như là Ochi hay Clone Pikmin, mang đến nhiều cơ chế chơi mới mẻ. Hay bạn cũng có thể tham gia vào các Dandori Battle, giúp cho lối chơi sáng tạo hơn, từ đó thì nhà làm game cũng sẽ tạo ra nhiều thử thách hơn. Và ngay bây giờ, anh em đã có thể trải nghiệm bản demo được phát hành trên eShop rồi đấy. Collect more objects than your opponent within the time limit to win and save the castaway. By rescuing castaways, you'll be able to do more activities back at base camp, which is right next to your spaceship. Train Ochi and teach him new skills. Many more surprises await on this uncharted planet. But with the Pikmin and Ochi by your side, no challenge is too big or too small. Pikmin 4. The land of Molnoth is a beautiful, magical place. But its history is not without... Kết thúc tháng 7 này chính là tựa game Disney Illusion Island. Vào ngày 28 tháng 7, các fan hâm mộ Disney sẽ có thể đồng hành cùng những nhân vật biểu tượng như là chuột Mickey, vịt Donald và cùng những người bạn khác khám phá hòn đảo bí ẩn Monof và khôi phục ba cuốn sách thần bí để cứu thế giới khỏi thảm họa. Tùy từng nhân vật mà bạn sẽ có nhiều khả năng đặc biệt như là bay lượn, giải đố hoặc là chiến đấu. Tháng 7 với 7 tựa game hấp dẫn lần lượt lên Nintendo Switch sẽ giúp cho các fan hệ máy nhà Nintendo không thiếu game để chơi rồi đúng không? Anh em quan tâm tựa game nào nhất? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! I've got a question. What are we doing again?